Báo cáo bác tiện công vừa mới cắt cái nam điền. Đây. Đây. Mình vừa cắt đây. Thì video trước bác xem ấy. Thế thì bây giờ có cây tường vi, làm cây tường vi. Đang mùa hoa tường vi bác nhé. Nếu mà nuôi lại này nó sẽ có hoa ấy. Nhưng mà thôi, tạm thời để chơi hoa sau. Thực tế thì nếu mà nói tường vi ấy, thì cây này để mà làm luôn thì nó cũng hơi sớm quá. Nhưng mà cố gắng theo cái lối mới của xanh thì lấy bông luôn sau nuôi hoa sau các bạn. Cũng lọc đi rồi cắt thôi. Nuôi thì đáng lẽ nuôi to hơn thì mới cắt, cắt luôn cho gọn. Úi dồi, con sâu mốc sợ quá. Thì một cây tường vi rất là quái. Và chân vệ ok và luôn già cốt tường vi như này ít đấy, nó cũng khá là giá trị các bạn ạ. Bộ hồn sâu thì khiếp này các bạn nhé. Giờ cắt cây này đây, dùng tường vi nó rất sâu, nhiều muỗi lắm. Rồi bây giờ cắt các bạn nhé. Nếu mà để lại thì có hoa luôn đấy, nếu nữa có hoa luôn đấy, cắt đi thôi, chẳng cần thiết lắm. Gì đấy, hát cái gì đấy? Đấy, cái kéo kia giống tường vi này, mùa đông là nó ngủ đông các bác, nhìn tưởng chết nó không chết đâu, sức sống nó kinh khủng lắm, không có một tí lá nào, nhìn như khô nhưng bẻ ra vẫn tươi. Nhưng mùa hè nó mới bắt đầu nó bật ra.
Cái con có sổ mốc không? Tham à? Này ngứa vô cùng. Ngứa vô cùng. Đấy, nhà có trẻ con mà con này ngứa lắm. Bò vàng ngứa. Đấy, giờ nhìn như cái khô mà các bác. Nhìn như cái khô. Từ đấy nó lại là cái vẻ đẹp của Tường Vi, nhìn nó như khô. Tường Vi nó như cái ổi, da nó đẹp. Khi mà bóc, bóc hết những cái vỏ da đẹp lắm. Và sức sống nó rất là ok các bác. Nhìn cứ tưởng nó khô mà thực tế là nó vẫn còn là sống ấy. Các bác nhiều khi không để ý là tưởng nó chết vứt đi đấy. Đẹp đúng không các bác? Cắt như này thì các bác nhìn là mới thấy hấp dẫn, như để như vừa nãy lồm nhồm thì quay phim các bác nhìn cũng chả ra cái hình gì. Đó. Đây mới chỉ là cắt thôi chứ đã sửa dáng gì đâu. Chỉ cắt gọn thôi, cắt gọn này các bác xem thôi chứ đã làm cái gì đâu. Đấy, cận cảnh cho các bác xem. Cây này thì nó cao độ 30 phân, từ mặt chậu lên cao độ 30 phân. Đấy, cái gốc của nó đây. Bệ thì đế thì cũng 24 giờ đấy. Tứ phía đều đều có bệ đây. Vừa còn sâu mốc nữa độ này. Đấy, dĩa giếc đây. Tiếp theo là đến phần phần thân này. Thân chỗ này rất u cục và rộng, rất là lực. Đó. Khi nó bóc hết cái này nó đỏ rất là đẹp. Đó. Nhìn thấy không? Nhìn như cô trái núi. Nhìn như trái núi. Tiếp chút là đến mùa hoa rồi thì lại cắt nó đi. Đó. Đấy là phần thân. Tiếp theo là đến đoạn thân chuyển. Thân chuyển lên đây. Thân chuyển lên đây. Đấy. Rất là tự nhiên của nó, vẫn là cái tự nhiên của nó nhé. Chỉ có đến đây này. Là cái thân của nó là đường chạy thân chính đây, lên đây nó cũng to này. Cắt đây, chuyển lên ngọn lên đây. Làm tay đây. Đấy. Đây sẽ tổng thể nó sẽ như này. Và cứ lùm lùm thế thôi. Sau là để vọt lên nuôi hoa thôi. Sau ổn định thì vọt lên hoa thôi. Đấy. Đấy, cây giờ làm cây giờ nó cũng không phức tạp lắm đâu các bác, cứ biết cách rồi thì nó dễ hết rồi. Nhìn hài hòa là được. Còn để đúng luật, đúng ý, đúng tứ thì chưa đủ tuổi. Mệt lắm. Đấy, các cụ học tích nọ tích kia. Đấy, đây cây Tường Vi. Đấy, ví dụ ngày trưa không cách chơi là cứ phải để ít nhất là phải liền sẹo nửa cái sẹo này thì mới cắt được tiếp cái dịp chuyển trên này. Bây giờ thì không, thời buổi hiện đại rồi, chờ đấy thì thất. Đấy, bóng chơi cái đã. Đấy, phải nói luôn là như thế. Đấy. Cho nên là vì sao mà khi mà bây giờ giao dịch toàn là phôi quá, cây hoàn thiện cắt ra phôi như cái cây hoàn thiện nhìn nó. Một mỗi lỗi thì không nói, nhưng mà kể cả cây chuẩn rồi nhìn nó vẫn là nó hiền từ, hoặc là nó cảm giác nó chẳng còn việc gì là khi người ta cắt đi lại giao dịch nhau nhau vào mua, thậm chí đắt gấp mấy lần giá cây hoàn thiện. Đấy, nhiều người không tỉnh thì cũng mệt lắm. Đấy là chia sẻ với cây Tường Vi khá là hay. Tường Vi khá là hay các bác ơi. Đấy, da rẻ thì miễn chê nhé. Rồi, đây sáng ngày có cắt cái cây sung này. Sung sáng ngày này.
bác nhìn nó nhận ra cây sung hôm em đục 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 rồi không? Hôm ấy có cái bác nào bác cái nói rất là kiểu như là trịch thược, kiểu như là ông này đấy, cây đang đẹp thì ông phá đi. Người ta làm người ta có cái ý đồ bác, chứ không nói cái bác. Những cái bác mà mung lung chỉ đưa kéo lên cắt thì không nói, người ta có ý đồ người ta làm. Và các bác cũng có chỉ đến đánh giá, những cái bác mà chỉ đánh giá là trên cái góc nhìn của người ta thôi. Chứ các bác làm sao mà nhìn được cái góc nhìn của ví dụ của tôi đang nghĩ là như nào đâu, đúng không? Các bác nhìn là phải nhìn nhiều chiều nhiều mặt, và góp ý chân tình thì rất là vui vẻ. Nhưng mà nhiều khi lại kiểu trịch thược dạy đời ấy. Các bác đánh trên góc độ của các bác, cái nhìn phong cách chơi của bác, làm sao mà này đánh giá được phong cách chơi về cái nhìn của người khác được. Người ta đang theo đuổi một cái phong cách khác, các bác lại đi muốn lấy cái phong cách của mình để đánh giá cái lối chơi người khác, nó không cùng cái hệ quy chiếu các bác. Nó không cùng cái hệ quy chiếu. Đấy. Chúng ta góp ý cho nhau chân tình thì rất là hay. Bởi vì thường anh em chơi cây gần như là chẳng bao nhiêu nào thích bị chê cả. Đấy. Và góp ý chân tình là người ta chỉ hỏi các bác khi mà để tìm cái điểm chung thôi. Bởi vì người ta lối chơi người ta đã chọn rồi, là người ta đang đi theo cái lối đấy và đang cần các bác ủng hộ cái lối chơi đấy. Và giữa ranh giới cái thích hay không là nó rất mong manh, nhưng mà ý là không vỗ mặt nhau đấy, hạn chế trong giới chơi cây là như vậy. Và cái sung tôi cũng rất là ưng rồi đây, rất thấy rất là hay. Các bác cứ bảo lâu khi cắt bỏ tay chốt, nhưng mà đấy xong rồi. Nhiều sâu quá. Xong rồi. Vừa bắt được mấy con sâu mốc. Rồi. Xin chào.